hả? Về xài liền chưa? Hiếp. À, xài liền. Xài liền hả? Vậy là cô đai đang chút nè. Xe 120 luôn. Này chủ máy luôn à. Anh là chủ máy cái thứ 220 đó. Chứ trước có người buôn cái rồi. Chứ trước mua về Mỹ Xuyên. Ở cho Thành Nhãn á. Cái này Mỹ Tú hai huyện rồi ha. Quá đẹp. Rồi,